Hai anh em và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. Bây giờ sao hôm nay đánh không toàn top 4 anh em? Cũng hơn được, cũng không xuống dưới được. Chỉ top 4. Bây giờ 4 trận top 4 rồi đấy. Bực thật. Ây da. Trời ơi. The door to another dimension opens now. Phiên thức truyền. What is my target? Không phải quá đẹp này, không phải quá đẹp này, anh em ơi chơi đi. Chơi đi anh em ơi. Chơi đi anh em ơi, thua thì thôi mà. Thắng thì ok. Thế bình thường mình không đánh chuỗi thắng vào đấy đâu, nhưng mà từ từ các bạn ấy cũng khá là xấu ấy. What is my target? Để phải bán thì không. Phát đấy đấm phát thì ngon. À, chịu. Mất thêm đấy. Thua luôn không nhỉ? Thua luôn để ba chữ thua không nhỉ? Bây mình chỉ cần bán một tướng đi là mình đủ để thua này. Thua được không? Mày trừ khi gặp chuyện thua thì chịu. Ơ, à, gặp chuyện thua rồi lại phải thắng rồi, buồn thật. Chuyện thua chuyện thắng chập chờn rồi anh em ơi. Anh em à. Ừ. Một man. Kịp bạn đi. Chưa biết đánh gì anh em ơi, đồ khá là buồn cười. Thường đồ xấu khả năng phải đánh thú. Dễ lắm. Vuốt hung tàn này. Cung không? Làm trận cung không? Thú không? Cung không? Cái gì không? Vậy thắng 1, thắng được không ta? Thắng được hay không ta? Hai thú cái này bỏ được này. Cung có thể chơi này. Không có Noman à? Thì chơi thế này đi em ơi. Yes. Năm tướng. Ui, cầm lặng mới đau. Mất chuỗi thắng lại mất chuỗi thua lại bằng một giờ ngoài người anh em ơi. Phải là thế đấy. Thế này ai HT 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 ba gái luôn. Nói được. Nào thú hay cung, thú hay cung. Thú hay cung anh em ơi.
cho mình một câu trả lời nào. Sự chọn của mình sẽ là cung hay thủ. Ground control, we have ignition. Rồi, trên hơi mỏng anh ơi, gần một tí tanh. Ôi, tê xây đẹp vào bạn ơi. Ok, xây đẹp này, xây... Còn gì châu tê hay cái gì đây? Chứ chắc đánh cung được anh em ơi, trận này có khi có người tranh yon của mình. Này tranh yon của mình, bạn ấy 4 cung nè. Có những người hà... Đỡ. Để bán thần nhỉ? Hãy bỏ cung anh em ơi, không phải là không chơi cung nữa. Bán gì cũng không muốn bán. Mình muốn bán thần này nữa. Bán này đi. Thì để mua lại sau được anh em ơi. Cần mình sẽ bán nốt con... Bán Ignis đi. Tí đồ đi. Cung hay thú nhỉ? Cung bao nhiêu? 14 con chơi được. Do nó nhiều đam nó bế lên. Săn quỷ. Săn quỷ không anh em. Một cung nữa. Một thú ấy. Trông hơi rủi ro nhỉ. Con này đánh cung này. Cung kèo liên hiệp luôn à. Máu đét, máu đét. Ôi trời ơi, đèn thứ 4 không ra, không đen, không đen, không đen. Mình đã nhầm, không phải đen nữa. Daniel 15 con do bạn kia bỏ à? Qua nào đó bỏ vừa bỏ à? Cung à? Bạn này tranh nhau cung được với mình không nhỉ? 1, 2, 3, 4. Ba người mỗi người một con yon à? Bây giờ anh em ơi, thú hay cung, cung hay thú? Cái tê cầm đi, hai tê cảm giác nhiều đam hơn. Chọn nhiều đam đấy. Rồi, ra tê 2. Ấn đồ à? Lo chắc bỏ được rồi. Bây giờ 2-3 con. Chạy thương phát nhé, như thương bắt đáy vào giữa, thương bắt đáy này, thương bắt giữa, thương bắt bên này. Này, gặp đúng bạn thương bên này à, xuyên lên. Sao em ơi, hai tay sấy luôn là chết. Ok này, hai sấy, ok. Cần được hết không nhỉ? Cần được hết đấy, chắc là cần được hết đấy. Còn hồi máu à, hồi máu đi các bạn ơi, hồi máu các thứ đi. Ok nha anh em nhá. Chờ thù nha. Thú chắc luôn anh em ơi. Hai sách thánh rồi. Hai sách thánh thì chỉ đánh thánh thú thôi. Không khác được. Không khác được. Phải là thú. Đã hai sách thánh rồi.
bốn cung không? Mà bốn cung đi. Lại yon. Thôi nhé. Ông chết rồi, thế cái sách thánh ai cầm? Không, chắc bạn nào bảo để yon cầm sách thánh đúng không? Không chơi nhá. Không chơi trò đấy đâu. Chơi mạo hiểm đấy nhá. Mua thêm con nữa đi cho các bạn đỡ phải chơi đi. Bốn cung thì thế nào? Rồi bắt con yon mình rồi. Để con yon đứng ở chỗ Phoenix còn ngon hơn. Rồi trông có vẻ tương lai tối tăm rồi đấy anh em ơi. Ui rồi vào chửi nhiều thế. Cần con Vera này vào. Vera này vào này vào thay con yon này đi. Ui. Mà hai sách thánh rồi, cần tìm một tí Cret. Nít. Tí Teo, một tí Cret, một tí Malok. Vứt trước khi mua nhầm. Con cung thủ này hơi hơi phế nhá, mình sẽ bỏ con này đi này. Sẽ lấy con này và con Vera này. Vứt luôn này, vứt luôn cho đỡ nhầm anh em. Phát rôn. Đi. 1, 2, 3 lên luôn không? Giữ chuỗi máu, giữ máu không? Tìm máu được thì tốt. Lên luôn đi, giữ máu. Lại floor xuống đây rồi, ghét không? Rồi nó xiên đôi mình mất. Ôi, xiên đôi mình rồi. Vera gánh. Vera 1. Chết một máu cơ. Ôi ôi, thật là hấp hối mà anh em ơi, hấp hối quá. Gần mà hấp hối. Cho HT đi. Em hãy bán kia anh em. Xuống đáy bên này ok. Lên xin góc bên kia ok. Yon. Yon chết rồi, con này xin đôi rồi. Thôi đi. Dễ phần này đi luôn này. Không sao. Đến lúc chúng ta lật lại mọi thứ rồi. Lật được không thì làm một vấn đề khác nhưng mà Tự tin lên em. Chơi này như cứ như chơi ấy nhỉ. Chơi này cứ như đi chơi cái gì mà anh em hay chơi mà nó rủi ro cao ấy nhỉ. Cái gì TF team nó rủi ro cao nhỉ, quên sửa tên rồi. Thần tài em ơi, chơi như chơi thần tài ấy. À, teo được sắp yếu đấy em ơi, cần một teo. Chơi một con teo, một con này, ba con, cộng 4 thú là 7, 7 thêm con này là 8 à. Chắc là thế. Khéo phải cần đấy anh em ơi, cần đấy. Đấy, cần con teo và tăng sao cho nó luôn. Có cần không nhỉ? Cần anh em ơi. Mình đã sắp chết rồi. Mình đã sắp đi rồi. Không làm việc luôn là chúng ta sẽ bị làm việc đấy anh em. Cầm này chưa chắc đã thắng được cơ.
cố gắng làm được gì làm thôi. Con này giết được anh em ơi. Ôi, cứu tôi. Tầm con Malok 2 đấy. Lúc mình không làm được gì luôn mà hay cho Vera vào tạm nhỉ. Mười điểm. Vẫn thua rồi em, chắc là vẫn thua. Chắc là vẫn thua thôi. Bên cần đâu anh em ơi, chúng ta trận này chơi ma tộc của kẹp thú ấy. Ê. Thôi ngay không? Mày thôi ngay không? Thôi ngay không? Tôi ngay không? Không biết cái chạy đúng. Tôi ngay chưa? Làm gì đi các bạn ơi, các bạn trẻ ơi, làm gì đi, các bạn già, làm gì đi. Ôi ôi, cuộc đời tôi đã sẽ đi về đâu, mà lốc nhảy phát đi. Ây ôi, thôi ra chết rồi đấy được rồi, mà lốc nhảy phát, ok, chết luôn. Còn liềm nữa, à đâu còn cái gì nữa. Không sao, ở đây mình bị vội rồi, mình xếp tướng chưa được hoàn thiện thôi. Chắc là vẫn sống được anh em ơi. Sống được chứ. Rét. Rét ở đây. Ơ, cung thủ mình đâu? Cần cung thủ. Con này vào đây. Này, đây. Thôi con này phải nên chết trước thì. Chết trước thì tao nhờ. Hôm nay cũng muốn vào để lấy pháp sư. Quét đi. Không bỏ được, coi em ơi, không bỏ được cái gì cả. Ôi thú. Lo xin luôn. Ôi ơi, gần chết. Ôi, vẫn sống anh quá. Các còn sống là còn hy vọng anh em ơi. Ok, rồi. Sống anh em ơi. Sống được. Chín máu phải sống. Ôi may quá, phải để ra Volcat không là cũng đi đấy. Máu. Bây giờ chúng ta phải giết tất cả các con Volcat trên bản đồ. Anh em ơi, chúng ta sẽ là con Volcat duy nhất còn sống thôi. Chúng ta gặp hai bạn này, chúng ta phải giết được con Volcat, không là chúng ta sẽ chết. Không là chúng ta sẽ chết anh em ơi. Rồi, cái Volcat này xuống đáy bên kia đúng không? Em muốn xuống đáy bên kia đúng không? Tao xuống đáy bên kia đi. Thêm nữa, ơi, con cát này sao giết được bây giờ, trời ơi. Quý. Mà lốc nhảy đi em yêu. Đúng rồi, né được đam của nó luôn, ôi trời ơi, đẹp quá. Ơi, nhưng mà con cát mình chết rồi. Quét nộ được, đẹp quá, rồi sao không chết được con này vậy, con này sống dai quá vậy. Ê, nó sống dai quá vậy. Đúng rồi, khạc vào con kia đi, đừng khạc vào. Chết luôn, đúng rồi. May hả bưởi. Ây da. Một phép nhiệm màu nó mình vẫn sống anh em ơi. Còn nước còn tát. Còn nước thì còn tát đi. Tát đi. Hãy tát đi. Trời ơi. À sao mình lên, sau mình lên con teo này liền. Xong rồi mình cho con này ra đây liền. Cho ra đấy cũng không hợp lý lắm nhỉ. Rồi này đi, con teo này vào đây, Vera đứng cuối đáy kia cho nó bế lên cũng được. Mà lúc đứng đây thôi, hay mà lúc đứng trên không có đồ gì thì nó là được cái tự tích sự gì anh em ơi. Mà lúc này mà mình có một cái ngọc đại, một cái choi, một cái gì đấy. Choi chắc mình chọn ném cho con cát thôi. Ngọc đại hoặc là một cái huân chương hải thần thì sẽ 10 điểm luôn, mình sẽ cho con mà lúc trên luôn. Mà lúc còn cái có mỗi cái khiên huyền thoại này thì trên tất truyền này thì vứt anh em ơi. Ôi trời. Con Vera này chỉ vào kích hệ anh em ơi. Con này chết được. Không có ý nghĩa đâu.
cái hệ thôi. Luôn nhé, không có thời gian mà đùa giỡn được đâu anh em ơi. Không có thời gian mà đùa giỡn được đâu. Hoa lốc này, Vera này. Đáp hộ mệnh, đúng rồi. Ấy, cho con này cho tôi. Sống được anh em ơi. Tao hai tao cầm hai đồ đi. Làm gì làm. Xuống đáy, tên xuống đáy, con cát ở đây. Con cát này không có choi. Con tao mình chịu ulti được. Ok em ơi. Ok đấy. Ơ, mình cho 6 thú vào chưa nhỉ? Mình cho 6 thú được vào mà. Mình sẽ bỏ con teo đi, mình cho 6 thú vào anh em. Khả năng chúng ta cần 6 thú đấy anh em ơi. 6 thú cũng quan trọng cho sinh tồn này của chúng ta đấy. Bỏ DC 2, bỏ con teo 2 đi. 6 thú vào hay là đánh ấy nhỉ? Hay là đánh 2 teo nhỉ? Sáu thú cũng quan trọng. Thú cũng hơi quan trọng. Ê nhưng mà mình cũng cần nó teo mình nó ulti được luôn ý. Sáu thú à. Quả này mà ra được cái quả ấy thì ngon. Ra được cái quả đi rắc phát là ngon luôn. Cái thang mình cứ chơi thế này hả anh em? Chơi được. Mình cần ulti luôn đâu, hoặc gồm chịu ulti luôn quả von cát là được. Ma lốc nhảy này, ma lốc 6 thú này. Ma lốc 6 thú nhảy điên luôn này. Ok anh em ơi, quả 6 thú này điên lắm. 6 thú nó điên hơn hẳn. Lốc 2 đồ. Teo còn 2 con nữa rồi được này. Ma lốc thì còn nhiều hơn một tí. Em cần rất là cần đi rắc như bây giờ nhé. Bán xử đi thêm thêm nữa cho tôi. I will see my destiny to the end. Ê, quả này cũng có khi cần ulti luôn. Giết con kia anh thôi, rồi giết con kia nhé. Giết con kia vậy. Mình cần ulti giết con kia luôn anh em ơi. Giết con cát bên kia phải choáng được nó. Máy quá không gặp. Nhưng mà bạn này đáng sợ không? Bạn này rồng thổi chéo góc đẹp thế nhở. Rồng chưa thổi anh em. Ôi máy quá, nó rồng thổi vào kia rồi. Công quả này nhất quyết mình phải cho này vào để pha trước nhé, thì mình không nói. Pha trước thì mình gặp cái bạn kia rồi thì mình sẽ không gặp lại bạn đấy nữa. Nhưng mà quả đấy là mình gặp cái bạn cầm von cát và mình chỉ cần chết một con. Mình chỉ cần để sống con von cát thôi là mình chết. Sao mình không giết được bạn này vậy? Sao nó hồi máu ghê vậy? Ôi anh em ơi. Đây nhá, con von cát này không có choi, mình phải giết con này luôn anh em ơi. Von cát này thì không sao này, nhưng mà von cát này không có choi, mình phải giết con này luôn. Con rồng này nó sẽ thổi chéo giữa đúng không? Đúng đây là ok. Đây, chính xác là bạn này luôn, mình cần gặp bạn này này. Để mình ulti mặt bạn đấy, ăn choáng vào đầu đi con. Thì mình cần phải cần tinh linh anh em ơi, không có tinh linh của đấy là. Rồi, con von cát này nó bắt đầu làm việc mình rồi này. Ê, ăn choáng được rồi. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ xoay lại bài 6 thú nhá. Tính từng ly một. Ôi, trận này khéo thua mình cũng đăng lên. Mỹ miều mà. Thua cũng đăng. Quá là Mỹ miều mà. Quá lại anh em ơi. Đây rồi.
anh em nào chê mình, anh ở đâu, à, xin lỗi, không ai chê mình đâu, nhưng mà má đây rồi, chờ gì nữa, đây sẽ là kết cục của mình hoặc là của ai đấy. Quá nữa, yên tâm anh em ơi, quá lại lần nữa cho nó yên tâm. Chứ là chắc phát này mình đã đủ vàng mà mình thay tướng rồi cơ. Không đủ tiền ấy chứ. Quá hai lần rồi đúng không? Cho nó yên tâm rồi đúng không? Run quá. Run quá anh em ơi. Cần một cái đồ thủ con teo nữa, có đồ thủ con teo đúng không? Quá lại yên tâm rồi này. Má hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Ây, chúng ta phải chơi 6 thú rồi. Đã hết tiền rồi anh em. Có truy hồn. Ma lốc. Crét nộ luôn không? Hay là cho ma lốc đổ, ma lốc. Ma lốc quan trọng hơn anh em ơi. Ma lốc đổ. Pha sau anh em ơi, pha sau nhé. Pha sau có thêm PC nhé. Teo này, Neon này không sợ. Con cắt này, ui, rồng thổi góc đẹp quá bạn ơi, con rồng 10 điểm bạn ơi. Con rồng 10 điểm. Con cắt sống lại nhanh. Ok, con cắt sống lại rồi. Thên này. Mày là thên. Ôi, 4 chỗ có mua được không nhỉ? Mong ra mấy con tướng một vàng thì ngon. Ai thắng mình được bao nhiêu tiền? 6 vàng. 7 vàng, 14 vàng à? Đúng nhỉ? Thủ đi. 14 vàng em ơi, có đủ 14 vàng không nhỉ? 14 vàng, 15 vàng. Một con. Đủ anh em ơi. Đúng không? Em cho PC vào cái đâu này vào đủ không? Ok nhở. Ok chưa nhở? Ok đấy nhở. Ok, mình con này bán luôn này. Không bán nhầm nhá anh em nhá. Lại cho mình con một vàng này lại này. Ok đấy anh em ơi. Chúng con này uy tín đấy, có chi hồn. Teo bắn sáng mai thật. Teo thì không cần có khi cần sách thánh luôn cơ. Ok anh em ơi. Lên clip nào. Lên clip cho tôi. Thêm ma lốc 3 nữa, thêm con ma lốc 3 nữa. Chưa dừng lại ở đấy được. Chưa thì dừng lại ở đây được. Con cắt 2 nữa, ma lốc 3 nữa. Không dừng lại ở đó. Ok, dừng lại ở đây rồi. 3 máu bạn này đi rồi anh em ơi. Này không chắc không. Chắc là mình đi hoặc là bạn này đi. Mong là bạn kia đi. Con cát đúng không? Đã thế mình sẽ chơi góc đấy luôn. Mình sẽ không để con cát bên kia là. Con cát mình sẽ chơi bạn này liền. Con rồng này sẽ thổi vào đây. Sẽ thổi vào đây khá là đẹp. Không sao, mình sẽ chấp được bởi vì con von cát của mình nó có ấy, nó có khá là uy tín. Rồi, con cát đi xuống đây đúng không? Gặp con cát mình là chịu này. Truy hồn thì con teo mình chuẩn bị bắn ngang sang là bắn có truy hồn liền. Con cát mình sống lại này. Choáng được con cát kia không? Còn truy hồn anh em ơi. Còn truy hồn anh em ơi. Còn truy hồn. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Không có ma lốc 3. Ma lốc 3 không có. Ego vậy thôi anh em ơi. Mình đến đây kết thúc rồi. Bạn thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống dưới những cái góp ý bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ok anh em ơi, bye bye.